Đường đây, đường Kim Mã. Đường Nguyễn Chí Thanh nha các bạn nhá, Hà Nội này. Sau 14 ngày thực hiện chỉ thị số 16 nhá. Giãn cách xã hội này. Đường bắt đầu cảm giác, mình có cảm giác là nó mật độ xe cộ lưu thông nhiều hơn so với những ngày trước. Cách đây một tuần là không nhiều như vậy này, bây giờ nó sẽ nhiều hơn này. Đấy, hôm nay đã là 14 tháng 4 rồi, đường bắt đầu nắng nhá. Hai hôm trước thì nó mưa rét thì ít người hơn một chút, hôm nay nắng lên là nó đông trở lại ngay. Đây, tình hình phố rất là đông đây. Nói chung là so với cách đây một tuần là mật độ phương tiện tham gia giao thông nhiều là hơn. Đấy. Anh ấy ở đây giao ra mật ong nhá. Gọi điện thoại cho anh. Đây mật độ phương tiện ở đây. Ở khúc phố này cũng rất là đông trở lại ở đây. Mọi người tham gia rất là khá là đông. Nhưng mà các bạn để ý các cái tuyến phố người ta vẫn chưa mở cửa trở lại. Các cái trung tâm vui chơi mua sắm buôn bán người ta vẫn đóng cửa nhá. Đây chỉ là hôm nay là thấy trời nắng nó đông hơn bình thường một số thôi các bạn ạ. Chà, có con siêu xe đẹp quá ha. Và đây là đoạn đường Huỳnh Phúc Kháng nhá các bạn nhá. Đấy, mật độ phương tiện tham gia rất chi là đông luôn. Hầu như là so với cách đây một tuần thì bây giờ phương tiện người ta đi ra khá là nhiều đấy. Đây là một đoạn đây nữa các bạn nhé, rất là mật độ phương tiện lại đông trở lại rồi. Các bạn có thể nhìn rõ. Đây đoạn đây là ở trung tâm chiếu phim quốc gia nha các bạn nhé. Ở bên tay trái đây thì với tốc độ người dân tham gia ở đây thì giao thông thì rất là đông đúc. Và đường trên cao cũng có phương tiện tham gia rất đông nha các bạn nhé. Đây mặc dù ở bên đường đây các bạn nhìn thấy cửa hàng vẫn, các thứ vẫn chưa được mở trở lại đâu. Nhưng mà những cái trung tâm lớn thì vẫn cứ hoạt động bình thường nhé. Đây, ngay bên cạnh các bạn thấy một trung tâm mua sắm đây các bạn thì nhìn thấy xe rất là người ta gửi rất đông đây. Đấy, hôm nay lần đầu tiên mình chạy suốt ở Hà Nội trong dịp này mình thấy đông nhất đấy. Đây và lượng phương tiện tham gia rất là đông đây. Sau 14 ngày mình thấy tình trạng nó khả quan trở lại rồi. Đây, đường phố có vẻ như là rất là đông đúc trở lại rồi. Đây, người ta cũng bắt đầu là các cái nhóm Grab bắt đầu hoạt động rồi là nói chung rất là đông luôn. Lượng phương tiện rất lớn luôn. Đấy, có một số các cái như chi nhánh ngân hàng các thứ người ta vẫn mở cửa bình thường các bạn nhé, phục vụ bình thường. Đấy, rất đông xe luôn. Vâng, đây các bạn cùng đang được đi trên khu phố Thái Hà đây. Cả khu phố thì bắt đầu có những các cái cửa tiệm người ta bắt đầu vừa mở cửa rồi. Và bên này thì vắng này, nhưng mà có một số điểm là người dân đi lại cũng đông, xe cộ nhiều hơn này. Chứ không như một tuần trước qua đây là vắng tanh luôn đấy. Không phải một tuần trước mà là 7 ngày trước. À, 7 ngày trước thì rất là đông luôn, rất là vắng luôn, bây giờ đã đông trở lại rồi đây. Và đây bắt đầu chuẩn bị đến khu phố Chùa Bộc nha các bạn nhé. Thì tất cả, tất nhiên ở một thành phố lớn đông đúc như vậy thì các cái điểm dừng đèn đỏ thì nó đông như vậy các bạn ạ. Nhưng mà để mà so với trước đây thì bây giờ đã đông trở lại nhiều rồi. Tuy nhiên thì các cửa hàng ở các cái ven đường người ta vẫn chưa mở đâu nhé các bạn nhé. Chỉ có một số rất là ít thôi. Một số ít người ta mở rồi, còn đâu vẫn vắng lắm. Ở đây các bạn đang ở phố Chùa Bộc nhé các bạn nhé. Các cái cửa hàng ở hai bên ven đường thì vẫn đóng cửa nhé. Nhưng mà lượng phương tiện tham gia thì khá nhộn nhịp. Mặc dù vào lúc này đang là 2 giờ chiều nhé các bạn nhé. Nhưng mà lượng phương tiện tham gia khá là đông. Đây các bạn có thể quan sát là cửa hàng vẫn được đóng kín nhé các bạn nhé. Vâng, và đây các bạn đang ở trước Vincom Cancer đây. Các bạn nhìn lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông luôn.
tuy là các cửa hàng người dân buôn bán là chưa mở đâu nha các bạn nhé, vẫn trong tình trạng đóng cửa đây. Đây mình đang ở Vinmart Phạm Ngọc Thạch đấy nhé mọi người nhé. Đây rất là cũng ít khách rồi. Cái đây là phố Đông Tác à Trường ơi. Đấy các cửa hàng chưa được mở trở lại, nó vẫn đóng cửa bình thường luôn, chưa có gì. Phố Đông Tác, mình đi vào phố Đông Tác kia về Trường. Đúng rồi. Xe nhào nhào rồi, trở lại đông trở lại rồi. Bây giờ có điểm mở điểm lẻ hay là một chút gì điểm lẻ cũng được. Đây đường phố này người ta, các cửa hàng này người ta chưa mở lại nhé các bạn nhé, vẫn đóng kín luôn. Có vẻ như là mấy ngày hôm nay là sau mấy ngày mưa là người dân người ta đi nhu cầu đi mua sắm nhiều hơn. Đây và mình tiếp tục ghi nhận tại đường Trường Chinh các bạn nhé. Đây theo các bạn thì đường Trường Chinh như thế này cũng đã được gọi là đông đúc trở lại chưa? Rồi. View rất là đẹp hôm nay, trời nắng. Mấy hôm trước là nó mưa lạnh nhé các bạn nhé. Đây thì nó đã nắng trở lại và lượng tham gia giao thông còn nhiều hơn này. Đây trước mắt các bạn có thể thấy rằng một cái lượng phương tiện rất là đông, nhu cầu mua sắm nhiều các bạn nhé. Đây mà xe, các lưu lượng xe bắt đầu đường tập trung nhiều hơn rồi. Và đây là ghi nhận tại đường Giải Phóng nhé các bạn nhé. Đường Giải Phóng đây nhé các bạn nhé. Hai bên cửa hàng thì vẫn chưa được mở, chỉ có một số các cửa hàng thiết yếu là được mở thôi, còn đâu vẫn đóng cửa nhá. Nhưng mà lượng phương tiện ở cái đoạn này thì rất là đông, phía trước rất đông luôn. Hôm nay mới thấy đông lại sau nửa tháng này nhỉ. Mọi ngày đi có thấy như này không Trường? Không đâu. Không thì các bạn này không phải lúc nào anh rảnh đông nhỉ. Chưa từng mình tháng này mình chưa từng thấy hôm nào đông như này luôn. Alo. Kìa phía đằng xa ra cái điện máy xanh, có thế di động chưa mở cửa trở lại nhé các bạn nhé. Đông đúc như này, náo nhiệt trở lại như này, mình cũng thấy một tín hiệu mừng rồi đây. Thì phải sang đường ngu vãi cả luôn nhá. Vâng, đây là đang ghi nhận tại nút giao giữa ngay gần bến xe nước ngầm nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy cảnh tượng chờ đèn đỏ là đã biết là nó đông như thế nào rồi. Đây bến xe nước ngầm đây nhé các bạn nhé. Chưa hoạt động trở lại đâu, vẫn vắng tanh đây. Đấy bến xe nước ngầm đấy, vắng tanh luôn. Không có gì nhá. Đấy, còn đường xá thì ổn rồi. Thôi mình xin dừng video tại đây nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình quay Đông Bắc nhé.